Các anh chị biết không, chẳng có một cái bí mật nào cả đối với những người giàu. Ok, cái giàu ở đây có nghĩa là người ta được tự do về thời gian. Người ta muốn làm, người ta làm, người ta muốn không, người ta không, người ta muốn đi vacation, người ta đi, người ta không cần phải xin phép ai. Đó là một cái khía cạnh của cái việc giàu. Giàu là gì? Giàu đây mình không phải là nói sự sang chảnh, mình sang trọng, mình kiểu như là mình, you know. Bên cái giàu ở đây có nghĩa là ở Mỹ, cái người giàu á, người ta trả giá nhiều lắm, người ta cực kỳ hy sinh nhiều lắm, người ta gọi là người ta thông minh lắm, người ta sáng tạo và người ta khôn ngoan lắm. Chứ nó không phải như một cái ở những cái đế chế khác, ok, một cái xã hội khác. Cái giàu tại Mỹ nó đầy những cái biến cố và nó có rất nhiều cái behind the scene, gọi là cái sau hậu trường mình sẽ không hiểu được. Nhưng nó khi nói về giàu, nó nói về tiền, ok, nó nói về tiền. Trên không ca tụng hay là không có nói quá tốt về tiền, nhưng bản chất của nó có một cái giá trị. Giá trị thứ nhất đối với những người có cái tiền là gì? Thời gian. Họ có time, ok, thời gian. Họ có thể đi vacation, họ có thể mà không phải cần phải xin phép, đúng không? Họ có thể thời gian là họ có thời gian cho con cái của họ, họ có thời gian cho ba mẹ của họ, ok, họ có thời gian cho vợ chồng hôn nhân của họ, họ có thời gian họ enjoy lắm. Như nó, họ không cần phải từ sáng phải thức dậy sớm, phải đi làm từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều về, rồi ăn trưa này kia, họ cũng ngồi enjoy, họ không cần phải gọi là phải you know, ăn trưa quá 15 phút phải xin phép sếp này kia. Người ta không bị bó buộc vào thời gian, ok. Đó là lý do những người nếu mà họ không thành công thì họ phải đi bán cái thời gian của họ có trong cuộc đời nè để họ kiếm ra tiền, ok. Sau bây giờ họ có tiền rồi thì họ mua thời gian của bạn để họ có thêm thời gian. Đó là những gì mà những người giàu đang có. Thứ hai, người giàu có gì? Có thời gian rồi có gì nữa? Có quyền trên đời sống của họ. Gọi là chữ là gì? Freedom. Freedom là gì? Sự tự do. Ok, freedom là sự tự do. Họ có quyền trên đời sống của họ. Họ muốn đi đâu họ đi, họ muốn làm gì họ làm. Không giống như, không phải là như một cái tù mình phải đi vào trong đó 47 năm. Sắp tới tôi đi làm rồi trong một công ty, tôi không thể thoát ra được. Tại vì cái này. Và tại vì cái gì mình phải đi làm thì trên sẽ có một cái video khác nữa. Ok, so họ có thời gian, họ có freedom, họ có sự tự do, họ muốn làm gì họ làm. Ok, họ có gì nữa? For sure là họ có tiền, money. Ok, họ có tiền. Họ có tiền để làm gì? Nếu mà một người trung bình, một người chỉ cần 1 triệu đô để mà retire thì họ sẽ, nếu mà họ có 50 triệu thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ làm những việc có ích. Nếu mà ví dụ như gia đình của họ, con cái vô đại học này kia, sắp xếp cho mỗi đứa mỗi công ty, hay là vợ chồng họ đã đủ sống và cha mẹ họ đã dàn xếp hết xong mọi thứ rồi, còn dư tiền để làm gì? You know, làm những việc có ích cho xã hội. Họ làm đóng góp những cái quỹ từ thiện, họ tạo ra những cái quỹ khác, từ thiện khác nữa, để họ có thể giúp đỡ cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước, cho quốc gia và cho thế giới. You know, trên gặp rất là những người giống như là những người bạn, những người đồng nghiệp của mình trong những cái giới ngân hàng đó, thì có rất là nhiều người gọi là họ có riêng một cái quỹ riêng của họ, you know, và cái quỹ riêng đó họ bảo vệ phụ nữ không bị áp bức, bóc lột, hay bị bạo hành gia đình, hay là bị sex abuse, hay là trẻ em, you know, họ có những cái khóa, cái gọi là những cái quỹ riêng để giúp cho những các trẻ em nghèo, không có dịp đi học, không có điều kiện đi học, thì họ giúp cho những cái phần học bổng. Rồi có những cái trẻ em nữ, em gái mà phải bị gia đình bán đi, hay là những ở nhất các nước nghèo, you know. So cái việc giàu á, nó làm được nhiều việc lắm. Nhưng mà nếu mà nghèo á thì nó sinh ra nhiều việc lắm.
nên phải chọn cái tốt hơn, chọn cái giàu có, chọn cái nhiều tiền và dùng cái đồng tiền để mình làm nhiều việc khác hơn nữa. Mình có sự tự do, mình có thời gian, mình có rất là nhiều thứ, ok, để mình có thể làm cho nhiều việc. Nhưng mà trên này trên chỉ nói 3 việc thôi. Rồi, làm sao để giàu? Đó mới là cái câu hỏi, ok, làm sao để mà được giàu có, được nhiều tiền, để tôi được tự do, tôi được có thời gian, tôi làm những điều tôi thích trong đời sống của tôi, trong khi đời người chỉ được 70 tuổi, may mắn nếu mình sống được tới 70-80%, you know, nhưng mà you don't know, mình không biết được ngày mai được, so mình phải set cái goal nha, mình phải set cái goal. Anh chị em ơi, làm giàu hay là những người giàu á, họ chẳng có một cái bí mật nào cả, chẳng có một cái bí mật làm giàu nào cả. Vì tất cả những người giàu 100% số họ đều đầu tư hai cái. Đầu tư. Họ có một cái điểm chung là họ đầu tư. Ok? Và đầu tư có gì, là những người giàu 100% cái giới thượng lưu chỉ đầu tư hai thứ thôi. Một là business. Hai là real estate. Được chưa? Hai thứ này để giúp cho những người giàu họ có thể tiếp tục giàu có. Ok, business là gì? Đầu tư vào những doanh nghiệp. Doanh nghiệp. Nếu mà anh chị em coi những cái chương trình của Shark Tank thì anh chị em sẽ thấy được những doanh nghiệp kêu gọi vốn như thế nào, người ta cần những nhà đầu tư và những người mà đầu tư đó là những người giàu. Ok, so phải đầu tư là thứ nhất. Đầu tư để làm gì? Để tiền. Để tiền work for you. Đây là cái mấu chốt. Phải biết đầu tư. Để đầu tư có nghĩa là dùng đồng tiền bạn đang có làm việc cho bạn. Không phải bạn đi làm tiền, không phải là bạn đi kiếm tiền hay là bạn làm việc cho đồng tiền. Hiểu không? So cái việc quan trọng là cái việc đầu tư. Đi đâu cũng nghĩ tới đầu tư. Đầu tư cái gì? Ok. Mà cái khổ một cái là Việt Nam của mình á, khi đi đầu tư á, sợ rủi ro thì Jen sẽ có một cái bài học về việc đầu tư và những cái rủi ro. Nếu mình đầu tư những cái lĩnh vực mình đã nghiên cứu, mình đã đào học qua và mình đi theo một cái người mentor thì mình sẽ hạn chế rất nhiều cái việc rủi ro đó. Nên không sợ, để tiền ở nhà để không cũng là một cái rủi ro, là cũng là một cái nỗi lo. Để tiền trong ngân hàng cũng lo, you know, có đã lo thì đã, nếu mà đã lo thì đã sẽ lo rất nhiều thứ. Bây giờ đừng lo nữa, bây giờ học đi, lo học đi. So đầu tư có nghĩa là lấy đồng tiền mình đang có làm việc, khiến nó làm việc cho mình, còn chứ không phải là mình đi làm việc cho đồng tiền, nhớ không? Đó là cái ý nghĩa của việc đầu tư. Rồi, giới giàu có đầu tư hai lĩnh vực mà thôi. Một là business, là những doanh nghiệp, đầu tư vào những doanh nghiệp. Họ sẽ có thể là họ có nhiều công ty, họ có thể có nhiều doanh nghiệp và họ đầu tư vào trong đó. Ok, lấy cái những doanh nghiệp này nè, làm ra tiền cho họ, đó là thứ nhất. Song song với đó, họ sẽ có những bất động sản để họ đầu tư. Để làm chi? Để bất động sản đó làm việc cho họ. Đây là hai cái vehicle, đây là hai cái công cụ đắc lực nhất trong cái xã hội làm giàu. Ok, để mình được tự do về tài chính đi. So, Jen sẽ có nhiều cái khóa học và chia sẻ làm sao để đầu tư vào các doanh nghiệp, những cái business tại Mỹ, làm sao để đầu tư về bất động sản tại Mỹ. Jen sẽ có hai lớp riêng biệt đó, mọi người đón xem. Ok, so nôm na là như vậy. Không có một cái gọi là không có một cái bí quyết hay là có một cái bí mật nào cả. Chỉ có hai cái đường này mà thôi. Mọi người đọc sách nha. Bây giờ nếu mà ngày xưa giờ mình đọc sách này kia đó, mình cứ nghe họ đọc sách này đọc sách kia, you know, nó sẽ waste cái time của mình lắm. Không nên đọc quá nhiều sách mà nó không tập trung vào một cái lĩnh vực nào đó mà có thể make mình ra tiền. Ok, bây giờ nếu mà có vào thư viện hay là có đọc sách trên mạng hay là Amazon order những quyển sách thì hãy order sách về bất động sản và business, đầu tư vào các doanh nghiệp. Nhưng mà thực ra chẳng có quyển sách nào chỉ cho bạn từng bước một hết.
Ok, tất cả những quyển sách đều chia sẻ là cách họ thành công như thế nào thôi. Họ chỉ sẽ không cho bạn một cái gọi là hướng đi một cách cụ thể và rõ ràng, dắt tay bạn từng bước một. Tại vì nếu mà bạn trả cho quyển sách có 10 đô la, 20 đô la, ai sống bởi quyển sách đó? You know, những tác giả quyển sách bán sách đâu phải là cái vấn đề là để mà kiếm tiền để sống đâu. Ok, cái việc mà sau khi đọc cuốn sách đó rồi, hành động của bạn như thế nào, đó mới là cái việc mà cái người ta khiến người ta phải đi make money. Ok, so mọi người có thể nắm sơ qua là hai cái phương tiện mà cái người giàu có tại Mỹ, người ta sẽ dùng cái nó để nó làm việc thay cho mình và mình có thể nghỉ hưu, nghỉ ngơi sớm hơn. Ok, so mọi người đón xem những cái video tiếp theo nha. Nhớ subscribe. Bye bye. Thank you.